Xin chào Tomato Hường đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hường. Trong video này Hường sẽ chia sẻ về Affiliate Marketing và một số cái lưu ý cũng như những cái điểm mà các bạn cần phải biết ở trong Affiliate Marketing. Bây giờ Hường sẽ lấy ví dụ ha. Các bạn lên clickbank.com. Ở đây các bạn vào Affiliate Marketplace. Nếu ai chưa có tài khoản clickbank thì các bạn xem các video trước Hường có hướng dẫn tạo tài khoản clickbank. Trên này thì chúng ta xem các ngách mà chúng ta muốn. Ví dụ như là chúng ta làm ngách sức khỏe luôn, cho dễ hình dung, bấm Health and Fitness. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm. Nếu như mà quảng bá cái sản phẩm này thì chúng ta bán được 42 đô đúng không? Mình bấm vào lúc này. Chúng ta để cái ID của mình vô, mỗi người sẽ có một cái ID. Bấm vào Generate Hubly. Thì chúng ta sẽ click copy cái link này đi quảng bá. Ai mà click vào mua này, cái link này mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng, ok? Thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ như bán được bộ đơn này, chúng ta sẽ được 42 đô. Đơn đầu tiên thì chúng ta có khoảng 28 đô thôi, rồi sau này họ upsell, họ bán thêm thì trung bình mỗi người nhận được 42 đô một đơn. Đấy thì cái video này ha. Như vậy thì chúng ta đi quảng bá, chúng ta có thể là tốn công sức để xây dựng cái kênh traffic, free traffic, hoặc là tốn tiền để có được khách hàng từ pay traffic. Thì chúng ta được hoa hồng là 42 đô. Nếu mà chúng ta trả tiền thì chúng ta sẽ ít hơn 42 đô một chút để có được một khách hàng. Vậy là xong. Bây giờ giả sử chúng ta bán từ một cái kênh khác. Hường đã mở sẵn đây. Ví dụ như chúng ta quảng bá các sản phẩm cho... Chúng ta các bạn quảng bá các sản phẩm cho ClickFunnels đi. Ok, đây đi. ClickFunnels, Hường đang lấy một cái ví dụ, một cái kênh khác, chế độ trả hoa hồng tốt hơn. Nếu như ai để ý thì dạo này Russell Brunson mới ra một cuốn sách tên là Traffic Secrets. Tại sao nhiều người đang quảng bá sản phẩm Traffic Secrets của Russell Brunson, tức là bán cái cuốn sách này nè, và họ lời chỉ có $1 trên một cuốn sách thôi. Nhưng mà tại sao họ vẫn bán? Đơn giản là tại vì chế độ trả hoa hồng của kênh này nó tốt hơn. Các bạn có thể nhìn thấy khi mình bán được một cuốn sách với giá là 9,95 đô, chúng ta được có $1 hoa hồng thôi. Nhưng sau đó hệ thống của ClickFunnels của Russell Brunson, họ sẽ tự động upsell, họ bán thêm những sản phẩm khác. Ví dụ bán thêm audiobook thì chúng ta sẽ kiếm được 14,8 đô nữa. Bán thêm những sự kiện 2 ngày chúng ta kiếm được 38 đô nữa. Còn bán thêm một cái book set, một cái hệ thống sách như này thì chúng ta bán kiếm được khoảng 99 đô nữa. Còn nếu họ mua thêm cái Funnelytics này thì chúng ta kiếm được 125 đô nữa tổng cộng. Chúng ta có thể kiếm được là 264 đô trên một đơn hàng, mặc dù chúng ta chỉ bán lời được 1 đô thôi. Như vậy, điều khác biệt đó là cái hệ thống trả hoa hồng nó tốt hơn. Trong khi chúng ta cũng quảng bá cái sản phẩm ở trên Clickbank thì chúng ta quảng bá cái sản phẩm như này và chúng ta chỉ nhận được có 42,19 đô trung bình thôi. Trên này thì chúng ta nhận lên đến là 264 đô. Các bạn, nếu mà làm lâu các bạn có thể để ý đó là bán sản phẩm đầu phễu nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với việc bán sản phẩm phía sau. Ví dụ như là chi phí để bán được những cuốn sách này nè, nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc bán thêm những sản phẩm như audiobook hay là sự kiện 2 ngày hay là book set hay là funnelytics như thế này. Bởi vì những cái việc upsell bán thêm như này đâu có tốn chi phí, đơn giản là chỉ gửi mail khách hàng hoặc là chăm sóc khách hàng, gọi điện đấy. Còn chi phí mà chúng ta để bán được những cái cuốn sách đầu phễu như này, nó sẽ tốn chi phí quảng cáo, tiếp cận khách hàng, làm quen với khách hàng vân vân rất là nhiều, nhưng mà bán thêm thì lại không tốn tiền. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chọn những hệ thống quảng bá nó thông minh để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí cũng như là có hoa hồng tốt hơn. Thì Hường nói qua Affiliate Marketing là gì, hay ở Việt Nam mình gọi là tiếp thị liên kết đó. Affiliate Marketing là việc chúng ta quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác và nhận hoa hồng thông qua hệ thống link. Tức là chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản ở một kênh nào đó, sau đó thì người ta cấp cho mình một cái ID. Kể từ thời điểm này, nếu như mà tất cả sản phẩm nào ở trên cái kênh đó mà chúng ta gắn cái ID của mình vô thì chúng ta đi quảng bá, ai click vào cái link của mình thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng thông qua cái link đó. Việc của mình là chỉ cần đưa cái link đến khách hàng, đưa đến cái người cần, có nhu cầu, và họ xem link của mình, họ cảm thấy ok, họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Còn chúng ta sẽ không tham gia vào việc
chăm sóc khách hàng hay là vận chuyển, giao hàng, vân vân. Chúng ta không có care, không có quan tâm tới mấy việc đó, mà việc của chúng ta là đưa đến người khách hàng họ có nhu cầu đối với cái sản phẩm chúng ta đang quảng bá và đúng cái nhu cầu của khách hàng cần. Và ai click vào cái link của mình mua hàng thì chúng ta nhận hoa hồng. Ví dụ ở thị trường trong nước thì chúng ta sẽ có những cái kênh sản phẩm vật lý như là Shopee, Lazada, Tiki. Các bạn nghe qua rồi đúng không? Chúng ta lên đó chúng ta đăng ký và mình quảng bá cái sản phẩm. Ai đăng ký vào, ai click vào cái link của mình mua bóp, ví, sạc điện thoại, sạc dự phòng vân vân thì chúng ta sẽ có hoa hồng. Tuy nhiên là đó một chút thôi. Ấy, bởi vì những sản phẩm vật lý mà cái tỷ lệ phần trăm hoa hồng nó cũng không cao lắm. Ok, ví dụ như là Accessory, Unica, Edumore, sản phẩm số thì tỷ lệ hoa hồng nó sẽ cao hơn. Ví dụ các bạn đang quảng bá tại sản phẩm trên Unica thì hoa hồng của chúng ta lên đến khoảng cỡ 40% đấy. Rồi còn ở thị trường nước ngoài thì các bạn có thể đã nghe qua là các sản phẩm vật lý trên Amazon, eBay và những sản phẩm số ở trên CJ, Clickbank, những cái hệ thống automail, hosting, những cuốn ebook hay là những cái khóa học nổi tiếng trên thế giới vân vân. Thì đây là thị trường nước ngoài. Hường liệt kê chủ yếu là ở Mỹ, Úc, Anh, Canada, New Zealand là những nước họ giàu, họ có khả năng chi trả online lớn ha. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể bán tại Malaysia, Singapore hay là những quốc gia khác xung quanh ở châu Âu vân vân. Tuy nhiên ở châu Âu thì cái luật nó thì chúng ta phải cẩn thận. Đối với thị trường trong nước thì cái hoa hồng của chúng ta nhận được trên mỗi đơn nó thấp hơn hoa hồng ở thị trường nước ngoài ha. Hương phân tích một chút để chúng ta có thể chọn một thị trường mà chúng ta dấn thân. Các bạn nên làm thị trường nào trước? Ví dụ thị trường trong nước hoa hồng một đơn của chúng ta vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn, hai ba trăm nghìn gì đó. Tuy nhiên thị trường nước ngoài thì chúng ta có thể quảng bá một đơn chúng ta có hoa hồng khoảng từ 600-700 nghìn, 500-600-700-800 nghìn hoặc 1 triệu mấy hoặc là 1 triệu mấy. Nói chung là ví dụ như các bạn quảng bá trên Clickbank ấy thì hoa hồng thông thường của chúng ta sẽ khoảng cỡ tầm 20 đô, 30 đô, 70 đô, có đơn lại lên tới 100 mấy đô. Tức là 100 mấy đô là 2 triệu mấy rồi đó. Có những cái đơn như vậy. Ví dụ như chúng ta bán ở thị trường Việt Nam thì cái khả năng chi trả của người Việt cũng như là cái sự tin tưởng để mua những cái món hàng 2 3 triệu ở trên online thì ít hơn. Do đó thì ở thị trường nước ngoài thì chúng ta sẽ có những cái đơn cao hơn, hoa hồng của chúng ta sẽ cao hơn. Ngoài ra thì thị trường cũng sẽ rộng hơn. Riêng thị trường Mỹ không đã khoảng 350 triệu dân rồi. Cái khả năng chi trả online của người ta lớn ấy, người ta sẵn sàng mua hàng online và không lo lắng gì. Thị trường ở trong nước thì có thể là cạnh tranh nó hơi cao và cái hoa hồng nó cũng hơi thấp. Ví dụ như là một tháng chúng ta nỗ lực hết mình thì chúng ta được khoảng cỡ vài chục triệu hoa hồng. Còn đối với thị trường nước ngoài thì có bạn làm trên 10.000 đô một tháng làm affiliate ở thị trường nước ngoài là chuyện rất là bình thường. Rất là nhiều người có thể làm được. Một số bạn nói rằng không giỏi tiếng Anh có làm được hay không? Thì rất là nhiều người không giỏi tiếng Anh họ đã đạt thu nhập rất là cao ở trên affiliate ở thị trường nước ngoài rồi. Nếu mà thị trường nước ngoài các bạn có thể bắt đầu bởi Clickbank. Trên Clickbank thì nó khá là uy tín. Nó quảng bá những cái sản phẩm số, tỷ suất hoa hồng của nó cũng khá là cao. Khoảng cỡ từ 50% cho đến lên tới 90%, thậm chí đôi khi người ta bán người ta cho mình luôn. Giống như kiểu là bán sản phẩm đó được 20 đô cho mình luôn 20 đô. Đấy thì chuẩn bị Hường sẽ giải thích tại sao người ta có thể là cho luôn mình 100% hoa hồng ở trên Clickbank như vậy. Ví dụ mình lên Clickbank mình chọn một sản phẩm đó hướng dẫn khách hàng của mình điều trị bệnh cao huyết áp. Thì sau khi mình bán cái sản phẩm này cho mình lời được khoảng 30 đô hoa hồng. Thì nhà cung cấp họ sẽ bán cho khách hàng, người khách hàng đây họ đến, họ trở thành khách hàng quen của nhà cung cấp này bởi vì họ đã từng mua sản phẩm huyết áp cao từ nhà cung cấp này. Và sau đó thì nhà cung cấp này họ quyết định đó là upsell, họ bán thêm cho người khách hàng này. Họ có thể bán thêm là sản phẩm để điều trị bệnh tiểu đường hoặc là sản phẩm điều trị bệnh mất ngủ, đau lưng, đau đầu hoặc là bệnh giảm cân hay là vân vân, rất là nhiều cái sản phẩm phía sau. Và cái việc nhà cung cấp này họ có trả hồng cho mình là cái affiliate marketer hay không thì là quyền của họ ha. Nên là có thể họ chọn chế độ là trả cho mình một ít hoa hồng hoặc thậm chí họ không trả cho mình luôn. Mình chỉ cần quảng bá cái sản phẩm là cao huyết áp cho đến khách hàng này biết nhà cung cấp này và kể từ đó
Nhà cung cấp này họ bán thêm cho cái người khách hàng này, và cứ thế họ trở thành khách hàng của nhau, và chúng ta biết bao nhiêu công sức nỗ lực của mình tìm khách hàng, sản phẩm đầu phễu cực kỳ khó mà tìm thấy, thì mình tìm thấy khách hàng này nhưng mà họ lại không thuộc về mình ha. Nhưng mà tuy nhiên rất là nhiều người đang làm và vẫn có lợi nhuận, vẫn được mười mấy nghìn đô mỗi tháng. Tuy nhiên là nếu làm Clickbank và đang tốt thì chúng ta vẫn cứ làm, mặc dù chúng ta biết rằng đó là người ta trả hoa hồng của mình chưa phải là trả hết, còn họ còn giữ cái khoản lợi nhuận từ cái việc quảng bá của mình, vẫn có lời, vẫn có hoa hồng tốt. Nên là rất là nhiều bạn đang làm cũng như là học viên của Hường, có những người họ làm hoa hồng lên đến 15.000 đô một tháng rồi. Tập trung bạn quảng bá những sản phẩm ở thị trường nước ngoài hoa hồng cao hơn, và đồng thời cũng chọn những cái hệ thống trả hoa hồng ở tốt hơn. Các bạn quan tâm có thể tham khảo chương trình tiếp thị giá cao, tập trung quảng bá những sản phẩm có hệ thống trả hoa hồng tốt để chúng ta tiết kiệm được chi phí cũng như là nhanh chóng đạt được thu nhập trong affiliate marketing hơn. Còn Clickbank thì chúng ta quảng bá những sản phẩm mà hoa hồng nó có vài chục đô một đơn. Còn chương trình tiếp thị giá cao thì Hường hướng dẫn quảng bá những sản phẩm hoa hồng cao hơn, cũng như giúp cho các bạn tìm thấy những cái kênh mà họ có chế độ trả hoa hồng tốt. Ok. Hường phân tích nhẹ nhẹ một cái tình huống như vậy thôi. Hy vọng là các bạn có thể hình dung và giúp được các bạn được cái điều gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hường. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nhớ subscribe, đăng ký kênh và tham gia vào group Startup Tốt Lên Và Đi nha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi video tiếp theo của Hường. Ok, bye bye.